Xin chào anh em và bà con. Mình chia sẻ một việc quan trọng về mùa này trong việc nuôi ong. Mùa này ong phát triển mạnh và việc quan trọng chúng ta cần làm là theo dõi và lao cầu để ong xây cầu, tăng cầu và thực hiện chia đàn hoặc là củng cố đàn để vượt đông. Thì khi mà thấy ong xây mèo như này và đàn ong khỏe, nhiều nhộng vít nắp thì chúng ta sẽ tiến hành lao cầu. Khi lao cầu thì chúng ta cần kiểm tra đàn ong và thấy đàn ong khỏe, lượng quân thì càng nhiều càng tốt, và đặc biệt là ong phải xây gọn gàng, đã vít nắp. Anh em chuẩn bị sẵn cầu, chân tầng đã gắn vào trong khung cầu và ta mở đàn ong ra kiểm tra qua một lượt, thấy đảm bảo rồi thì chúng ta sẽ thực hiện bỏ cầu vào, bỏ chân tầng vào để đàn ong xây. Và khi bỏ cầu thì chúng ta nên bỏ vào cái cầu thứ hai từ trong ra, vị trí thứ hai từ trong ra nếu là đàn ong 3 cầu trở lên. Còn nếu là đàn ong 2 cầu thì chúng ta cứ bỏ vào giữa và rút thước ra thì đàn ong sẽ xây rất là hiệu quả. Anh em mà có những đàn trước đây ta đã rút chỉ còn 2 cầu ấy, bây giờ bỏ vào thì ong xây hiệu quả và ít ong đực. Còn những đàn 3 cầu mà ong quá khỏe thì có thể là sẽ xây ong đực, và đặc biệt là tướng già nữa thì là ong càng dễ xây ong đực. Đây, ta sẽ bỏ vào vị trí thứ hai từ trong ra, bỏ thước và đóng hai cầu sát vào nhau. Sau đấy ta có thể là cho ong ăn khoảng vài ba ngày để ong xây hoàn thành cầu thì chúng ta sẽ không cho ăn nữa và sẽ bỏ thước vào, rồi theo dõi tiếp để cho ong đẻ. Như vậy là cái quá trình lao cầu đã hoàn tất và rất đơn giản, anh em có thể làm để tăng cầu, tăng đàn và thực hiện chia đàn hoặc là chuẩn bị cho qua đông. Chúc anh em và bà con chăn nuôi hiệu quả.